Trong bài này thì thầy sẽ giới thiệu cho các em một số dạng toán mà chúng ta có thể giải được bằng cách là lập phương trình. Cụ thể là phương trình bậc hai mô đoạn. Kiến thức mà chúng ta đã học ở các bài trước trong trường này. Chúng ta cùng đến với bài toán đầu tiên. Một phòng họp có một số dãy ghế, tổng cộng 40 chỗ. Do phải xếp 55 chỗ ngồi cho nên là phải kê thêm một dãy và mỗi dãy xếp thêm một chỗ thì mới đủ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế trong phòng quy trình để giải một bài toán bằng cách là lập phương trình hay là hệ phương trình. Chúng ta cũng đã biết bài trước cũng như là từ lớp 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc 2 cũng tương tự như vậy. Quan trọng nhất là chúng ta phải xem là ta chọn yếu tố nào là ẩn và chúng ta sẽ lập đường trình của ẩn đó. Vậy thì theo các em là bài này chúng ta sẽ đặt yếu tố nào là ẩn? Đề bài hỏi có mấy dãy ghế? và các dữ kiện của đề bài nó cũng liên quan đến số dãy ghế cho nên ta sẽ gọi ngay số dãy ghế trong phòng là x và x phải là một số nguyên dương. Thế thì ta sẽ biểu diễn các yếu tố còn lại theo x. Các yếu tố còn lại đó chính là số chỗ ngồi trong một dãy. Ban đầu phòng có x dãy và có 40 chỗ thì số chỗ ngồi trong một dãy là bao nhiêu? Nó chính là số chỗ ngồi chia cho số dãy là 40 chia x Tiếp theo thì người ta kê thêm một dãy Thế thì số dãy lúc sau sẽ là x cộng một dãy Và mỗi dãy sẽ có 55 chia x cộng một chỗ ngồi Mỗi dãy ban đầu có 40 x chỗ ngồi, mỗi dãy lúc sau có 55 x cộng một chỗ ngồi. Hai sông số này nó có mối liên hệ gì? Ta thấy là người ta phải xếp thêm trong mỗi dãy lúc sau là một chỗ ngồi thì mới đủ 55 chỗ. Như vậy, 55 trên x cộng 1 nó phải bằng 40 chia x cộng với 1. Ta có phương trình. 55 trên x cộng 1 trừ đi 40 trên x bằng 1. Đây nó là một phương trình chưa ở mẫu và chúng ta có thể quy về giải phương trình bậc hai một lần. Mà cách là chúng ta quy đồng mẫu các phân thức này. Chúng ta quy đồng và nhân chéo được x bình trừ 14x cộng 40 bằng 0. Ta giải ra ngay và chúng ta có thể đoán ngay được nghiệm. Hai số có tổng bằng 14 và có tích bằng 40 thì hai số đó phải là 10 và 4. Như vậy x bằng 10 hoặc x bằng 4, hai số này nó có thỏa mãn điều kiện ban đầu không? Nó đều là các số nguyên dương cho nên là hai số này đều thỏa mãn. Như vậy bài toán này có hai nghiệm. Có thể là lúc đầu có 4 dãy, khi đó thì mỗi dãy sẽ có 10 ghế, hoặc lúc đầu có 10 dãy, mỗi dãy có 4 ghế. Đây là đặc điểm của một bài toán giải bằng cách lập phương trình bậc hai một lần. Nó có thể có nhiều hơn một nghiệm, các em phải đặc biệt chú ý điều này. Bài toán tiếp theo là một bài toán liên quan đến năng suất chúng ta cũng đã tìm hiểu ở bài học về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thì cách làm nó có gì khác? Cách làm thì nó cũng hoàn toàn tương tự như thế. Chúng ta cũng sử dụng phương pháp, đó là phương pháp quy về đơn vị. Vậy thì ta sẽ áp dụng của bài này như thế nào? Một công việc giao cho hai đội công nhân làm riêng thì tổng thời gian là 20 giờ. Làm chung xong trong 4 giờ 48 phút. Hỏi mỗi đội làm riêng thì hoàn thành công việc trong bao lâu? Bây giờ ta sẽ gọi ngay thời gian hoàn thành công việc của đội thứ nhất là x giờ Do là tổng là 20 giờ cho nên là x nó phải nhỏ hơn 20 và hiển nhiên x lớn hơn 0 Ta sẽ biểu diễn các thông số còn lại theo x Thông số còn lại chúng ta cần tìm là thời gian đội thứ hai làm xong công việc Thời gian đội thứ hai xong công việc ta biểu diễn theo x như thế nào? Tổng là 20 thì đội thứ hai sẽ làm trong 20 trừ x giờ Bây giờ ta sẽ khai thác dữ kiện tiếp theo đó là nếu làm chung thì hai đội sẽ làm xong trong 4 giờ 48 phút. Thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp quy về đơn vị để khai thác giả thiết này. Đội thứ nhất làm xong công việc trong x giờ thì trong 1 giờ đội thứ nhất sẽ làm được 1 trên x phần công việc. Và đội thứ hai sẽ làm được 1 trên 20 trừ x phần công việc. Và đến đây, trong 1 giờ thì cả hai đội sẽ làm được 1 trên x cộng với 1 trên 20 chữ x. 4 giờ 48 phút chúng ta phải đổi sang giờ và nó bằng 4 cộng với 48 phần 60 hay nó bằng 4, 4 phần 5 giờ. Tức là 1 giờ thì cả hai đội sẽ làm được 1 chia 4 phần 5 và nó bằng 5 phần 24. Như vậy ta sẽ có phương trình 1 trên x cộng 1 trên 20 chữ x bằng 5 phần 24. Đến nay ta lại quy đồng và nhân chéo ta sẽ được ngay phương trình 5x bình trừ 100x cộng 480 bằng 0. X nó sẽ bằng 8 hoặc x bằng 12. Các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để tính nghiệm của phương trình này. Và các giá trị này đều thỏa mãn lớn hơn 0 và nhỏ hơn 20. Như vậy thì một đội sẽ làm trong 8 giờ và một đội sẽ làm trong 12 giờ xong công việc.